Xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người thấy thích không? Ngồi ở đây trên cái sàn này cao ráo thoáng mát, gió thì thổi vi vu, ngồi đây uống nước chè thích lắm. Anh Thảo với Doanh thì ban nãy xuống dưới kia đi thăm bẫy rồi, thăm bẫy hôm qua đập đấy. Xong là kiếm được cái gì thì ăn cái đấy, chắc là đi kiếm củ mài thôi. Mình ở lán, mình trông coi lán với lại là dọn dẹp xung quanh lán một tí sạch sẽ, ở trong thoáng mát. Chốc nữa mấy anh ấy về thì kiếm được cái gì thì nấu ăn cái đấy. Anh Thảo đi thăm bẫy về được hai con chuột mọi người. Nay lại có thịt chuột ăn rồi. Nhưng mà hai con này nhỏ đây nhỉ, không bằng hai con hôm trước. Có nước ở trên này anh Thảo. Nước trên trên đấy này Doanh. Nước trên cái chòi này. Vừa là làm lấy một ống nước đến trên đấy. Ui nhiều củ mài thế. Ui. Ui bằng này ăn thì thoải mái nhỉ. Ui trong này vẫn còn nữa này, cái này cái vụn. Chiếc củ mài này lại chắc là mọc ở cái hốc đá này, phải không? Xoắn này. Đúng rồi, đào mỏi đào hết tay. Ô, ốc ấy à? Ốc rừng à? Ốc không phải ăn được mà, nhưng mà Thảo nhặt được mấy cái. Ốc cái gì nhỉ? Ốc đá đấy. Ốc đá. Ốc đặt trong rừng, ốc này ăn ngon cực kỳ luôn đấy. Lâu lắm mình không được ăn loại này, ngày trước thì ăn rồi. Ngày trước em ăn loại này rồi nhưng mà lâu lắm mình chưa được ăn lại. Cái hôm nào đi bắt, đi tìm soi bắt được nhiều xong rồi. Soi đêm nữa. Đúng rồi, cái nhiều xong rồi ăn thử nhỉ. Cái này nó ở trong rừng, nó ở chỗ nào có nhiều đá ấy. Nó sạch mà. Cái loại ốc này sạch lắm. Con vắt thật ạ. Nó không có nhiều nhớt, giống nhiều ốc khác. Có gì không? Vắt nó bò lên tận cổ ấy. Không để ý hôm trước là nó bò lên tận cổ thật đấy. Nước ở trên cái chòi anh Thảo ơi. Ừ. Trên đấy ngồi uống. À. Nghe thật. Ngồi trên này mát lắm, ngồi em vừa mới làm ống nước lên trên đấy ngồi uống sướng thật. Rau này nấu lên ăn thì mát nhỉ. Rau này với lại còn nóng này, mình đi vệ sinh nó khải lắm. Rau bỏ khải khác. Ăn thì ngon phải không? Ăn thì ngon, nhưng mà đi thì lại mùi. Mồ hôi bộ kê ra thì cũng phải được đấy. Kệ có gì ăn đấy. Rau này ăn sướng lắm. Nhưng mà rau này ăn ngon mà, ngon cực luôn. Trông nữa nấu lên là bắt canh xong. Còn mà em cũng lấy mãi mới được bằng này ngọn đấy. Nó toàn ở rừng già này, nó toàn leo lên những cái cây cao lắm. Chuột hôm nay lại xào gừng nhá. Xào gừng á? Chuột này mấy anh em mình làm ấy, lúc nào cũng là phải nướng qua trước, nướng qua cho ráo nước rồi đem về băm ra xào gừng là ngon. Mấy cái đồ này cứ phải nướng qua cho nó săn thịt lại, chế biến món gì là ăn lúc đấy là nó ngon hơn rất nhiều. Để này thôi. Chúng ta ráo nước và băm ra xào nhá.
mọi người nhìn này, nướng như này là được rồi đấy. Đấy, nó vàng nó chảy mỡ ra này, mọi người nhìn thấy không? Đấy, như này là được rồi đấy. Bây giờ đi băm ra là xào lên là đánh chén thôi. Làm ít nước chè rừng chống đói đó mọi người ạ. Nước này thơm lắm. Chờ anh Thảo cho nốt cái rau bò khai kia vào nấu lên là chén thôi. Còn một món nữa. Đấy. Úi xù sụp rồi. Bò khai hay bò khai? Bò khai. Không phải bò khai à? Bò khai bò khai nhỉ? Bò khai á? Bò khai. Tức là khai như nước đáy bò. Thấy không? Chắc là bò khai đấy. Khai như, như nước đáy bò phải không? Rau này trông thế thôi, ăn sướng, ăn phê cực mọi người ạ. Thời tiết nó nóng nực cửa này, ăn này là vào nó mát. Mỗi tội là ăn vào nó hôi. Mồ hôi ăn ra. Cái lúc mà mình tiết mồ hôi ra ấy. Nó hôi. Nó hôi mùi khai khai. Nên chả biết các cụ, người già, người gọi là bò khai, người gọi bò khai. Thật sự thì mình không biết rõ nó là cái gì. Bò khai. Tức là khai như nước đáy bò ấy. Này xôi cái được rồi. Xoay chuẩn bị đi. Lên đây. Lên nha. Doanh ở trên kia đóng đóng quân thì sẵn rồi. Trực sẵn. Có món gì là bê lên là chén thôi. À đấy còn món măng nhỉ. Để em bê lên cho. Này hết ớt rồi. Này hết ớt. Cái này là măng đắng đấy. Doanh nó chặt lấy nguyên lá đây. Đây này. Nguyên lá măng này mà. Úi, đổ một phát thì mất ăn. Món này là món bí mật nhá. Để im đi, để im đấy, lát nữa ăn được khui ra nhá. Cái món gì đây? Không biết. Bí mật. Ây da. Tôi bây giờ còn cái nồi canh này cho lên trên kia là chén thôi mọi người. Giờ mình cũng leo lên trên kia thôi. Giày thì bỏ bên dưới. Đây này, ai đi giày. Giày vứt dưới này, leo lên là chén thôi. Vậy, nước ấy đầy đấy. À. Đây, lát rồi uống. À, rồi. Anh lên trước đi. Ăn cơm thôi mọi người. Ui, mấy cái quả này của anh. Trong miệng đấy, hôm nay có quả rừng đấy. Quả này có ăn được đâu. Đã ăn chát ăn chát. Mà. Ăn chát chát, loại này không ngon đâu. Đây là quả, người ta gọi là quả gì nhỉ? Cái gì thế? Ra, à, đấy, khui ra đi. Món chính đấy, đặc sản ngày hôm nay đấy. Tứ nha. Không, nhen nhen. Nhấc nhấc lên. Ok, lên, đặt này xuống. Đấy, đẹp chưa? Ngon quá. Đấy, chưa? Thôi ăn đi anh em ơi, đói lắm rồi. Mời anh em nhá. Không nói ra lời. Con dao mang lên đây không nhỉ? Không, con dao vứt dưới à. Chim cư. Con gì đấy nhỉ? Chim. Chim gì? Này.
Chim gì kêu ghê nhỉ. Ngồi đầu này chói quá. Ngồi lên đây đi. Chói à. Cái này chấm với muối ăn ngon lắm. Mà vẫn đắng nhỉ. He, em sẽ được thử. Cái lá chè rừng này mà ngon không? Mình đủ thời gian ngâm, mình ủ nó ra ấy. Nào phải nắng à? Em nghĩ là cần. Mấy anh em ăn không có bát nên là ăn củ này thì không cần bát đâu. Cầm gọt ra là dùng đũa gắp thức ăn thôi. Thử miếng thịt chuột nha. Ngon. Nó xả rừng hợp thật. Là miếng măng. Đây là hai con to đủ ăn đấy nhờ. Mà mấy chim mà không được con nào đấy nhỉ. Được hai mấy con chim thế là ngon. Được không mấy chim còn được hai ba con. Nên mình đi bấy muộn quá. Ăn no. Mấy ngày hôm nay không thấy nó kêu quanh quanh đây nhá. Hay nó chuyển xuống cái chỗ nào đi ăn có quả. Ngon nhỉ. Em đói lắm. Đói chứ ai chả đói. Hình như là vào trong rừng này lúc nào cũng đói sao ấy. Nhỉ. Bản là ăn uống này nó không đủ chất này. Xong rồi ăn củ mài này thì nó chỉ được một lúc thôi. Anh nghĩ là mấy ngày mai đi. Mai anh em mình đi đào thật nhiều à. Kiếm đào thật nhiều xong về mình phơi ấy. Phơi để ăn dần đây. Phơi khô để tích lũy để đấy á, chữ á. Xong rồi mình luộc nhiều thì lúc nào đói ăn lúc đấy. Với cả là phòng những cái ngày nào mà mưa gió và mình không đi được ấy. Đúng không? Mưa gió ở trong rừng là nhiều vắt lắm, không đi nổi đâu. Quanh đây đầy vắt rồi. Mà ngon đấy. Ngon không? Ngon. Thế sao hôm nay bảo đắng? Đắng mà. Mà ăn đắng ngon mà. Không đắng mày đâu, phải lấy gần gốc mới ấy, lấy cái đắng. Anh hái cái lắm là đắng rồi, cái ăn ngon, ngon. Ăn ngon lắm. Từ từ thôi, nói thế à? Tí nữa thì toang. Toang rồi ấy, khỏi tí nữa. Tí nữa thì sặc à? Không phải, cái cụm mài này vào nó măng này. Ăn được từ thôi, đói ăn được từ rồi. Củ mài này ăn phải uống nước. Con kiến này bỏ chỗ khác đi. Đậu nhiều kiến võng rồi nhỉ. Ăn thử chưa chua chưa? Em chưa. Ăn thử thì ngon lắm. Lâu lắm rồi không anh em mình không đến rượu đấy nhờ. Rượu một củ mài thì khó vào lắm. Những cái con trứng này này này. Ui nhìn thớ bên trong cái củ mài nhìn ngon không? Bở nhỉ. Bên trong nó giống nhiều cái mọi người ai ăn củ sắn này, cái củ nào mà nó nhiều đường ấy. Bổ bẻ đôi nó ra như này nhìn nó kiểu nó cứ lấp lánh như kiểu là đường ấy. Nhìn sướng là bột đấy, đấy là tinh bột. Đúng rồi, cái đấy là tinh bột đấy. Này nấu canh ăn nó ngon. Cái bữa sau chuyển nấu canh ăn đi anh Thảo. Nấu canh ấy ngon. Nhờ. Nấu lên kiểu nấu cháo này, nấu lên xong rồi nó nát nó hết ra xong rồi uống hút. Mỗi người một ống hút. Ngon đấy. Mấy anh em ăn xong xuôi rồi mọi người ạ. Mang nước ra, mang nước chè ra uống một tí. Trời nắng này uống nước chè thì mát lắm. Wow.
Gọi thế nào? Gọi xem gió nó về đây này mọi người nhìn này. Gọi xem nào, gió nó đến không? Gọi bé thế sao mà cuồng phong được. Bé thế sao phải đi vô theo tiếng gió ấy. Thế bé quá. Phải hú. Nếu thế thì anh lại phải cầm cái đũa này. Anh dơ lên kiểu gõ 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 mà cơ. Đấy. Thế nó cuồng phong chứ, còn này chắc nó thoảng thôi. Ở trong rừng mà trời nó như này là ở nhà nóng lắm ấy nha. Thôi thôi rừng đi cho anh, hết cả gió rồi. hết cả gió rồi, nó chưa kịp đến thôi. Nếu có thấy có tí gió, hết rồi. Ông Doanh ơi, tí nữa bổ thử quả này xem ăn được không? Không ăn được. Bổ thử xem nào ăn được không? Không ngon đấy chứ. Anh Thảo bổ thử nào. Có loại bóc bôi này ra nào. Có loại có mật, có loại không có mật. Cái loại này hình như là loại khô thôi. Quả này không có mật đâu. Thế quả này chín hơn này. Ui, mọng nước thế. Này. Mọng nước lắm. Anh bóc quả này thế nào? Anh Thảo ơi, bóc quả này xem nào. Một cây thôi. Đấy, thấy không? Ui. Loại này không có mật, tiếc nhỉ. Loại có mật nó ở trong này này, nó ướt ướt trong này, ăn ngon lắm. Quả này có ngó đây. Nóng lắm. Này thì nữa đói ăn tiếp. Ăn hết mọi thứ còn nguyên củ mài. Cái này để dành nhất thôi, để dành để đây để lúc chiều ấy, đói thì ăn tiếp, ăn xong rồi uống nước chè. Đói giờ mấy anh em mình nghỉ ngơi rồi. Trời nóng lực lắm, ngủ luôn đây này, tí nữa dọn này đi xong rải lá chuối tha hồ ngủ trưa đây.